dốc đó con, chỉ vô dốc. Đồ lừa già phi vui đồ lừa già phi đắng vui chúa. Chứ không có mà cái xây lên hoài cái tay vậy. Đồ lừa già phi đau vui chúa đắng. Đồ lừa già phi vui chúa. Giỏi ra đi. Đồ đồ lừa già phi đau vui chúa đại hồ. Để bắt con bụng ra cũng mình chết á. Tại còn lại. Tao không đưa cái tay ra gì nữa đâu. Đồ lừa già phi đau vui chúa đại hồ. Cái tay dùng ghét ra gì cái bộ gì kia chứ. Đồ lừa già phi đồ lừa già phi đau vui chúa vui chúa đồ lừa già phi đau nè đồ lưu già phi đau đâu phải còn nay mô khỏi tàn thương còn dưa núi tàn thương còn khỏi quyên cường khỏi còn tàn ngay ơi quyên khỏi còn tàn ngay. Trời ơi có gì đó mà không nhớ làm sao lạ. Đồ lưu phi đau đồ yeah.
ơi mì. Mắm không có gì đâu ăn. Cứ nấu nồi cơm bự ra coi đám đông. Rồi nước mắm tỉnh rồi xưa bằng cái tỉnh con nhớ không, nó tròn. Chắc con không biết đâu. Nước mắm. Nước mắm bằng cái tỉnh vậy nè, để vậy đó. Rồi đó, cái bới cơm rồi chan nước mắm vậy đó. Có thằng Hậu nó ăn kỳ cục nhất. Nó lấy nước lạnh đó, đổ vô nó chan nước mắm vô nó ăn vậy đó. Ai mà ăn vậy được. Ừ, nước mắm tỉnh xưa ngon lắm con, chứ không phải nước mắm như bây giờ đâu. Còn có tỉnh vậy nè, nhiêu đây, cao nè, màu trắng á, bằng đất á. Ôi ơi, con sao không biết được đó. Hồi đó cậu mới có 5-6 tuổi á. Bắt đầu là 5 tuổi á, là má đã bán nhà chị cho lớn đi về. Ở nhà chú cái chú Tám. Rồi xong cái là mở cái rương ra mình đi kiếm cái sắp Mỹ An mà rút ra cái tiền nó bay. Trời ơi, nó bay. Giấu ba mà má quên. 30.000 mua cái nhà 11.000. Nhà cho lớn sư má mua 11.000 bắt tôi vui. Không nhớ luôn. Cậu qua đó cậu mới đi học hát. Không, cậu. Trời ơi, còn một cái cảnh nữa là tao với anh Tư để vô bệnh viện Cộng Hòa đi bán nữa. Bán bánh bao. Mày có ác không? 6-7 tuổi hả? 4 giờ mấy rồi kêu thức dậy. Rồi chú đưa đó. Chú đưa Thím Út á. Cái kỳ mà Thím Út mất mình có liên lần, con nhớ không? Chú đưa làm ở trong bệnh viện á, ông là y tá. Chở hai anh em đi vô. Anh Tư thì anh xiên. Anh Tư anh xiên lắm. Anh cao mà anh khỏe hơn cậu nữa. Anh đi bán. Thả tao xuống, tao lại băng đá. Tao nằm tao ngủ tiếp. Tao ngủ một cái mời trời mọc lên rồi thôi. Về má ép ăn bánh bao, thấy ăn bánh bao trừ cơm như sao giờ. Sao cái là anh Tư bị bắt. Hồi xưa nó có bảo vệ bắt anh Tư. Ôi má nóng được, từ đó không cho anh em bán nữa anh Tư. Còn xách hai cái giỏ gì nè, một bên nước ngọt bên nước đá xá xị rồi đó con, bán cho bệnh nhân. Xá xị chú ơi, ở đây nè bánh bao mấy chú ơi, rồi bán bánh bao, rồi bán bánh cuốn nữa. Cái vụ mà bánh cuốn á, bánh cuốn mấy ông muốn ăn nè, mấy bà thì bán. Mày không có hành phi á, má đâu sao nghĩ bà trong số bà bán trong bán đắt quá, tao leo lên cây mày. Anh nhìn xuống lúc nhà để có ba làm hành phi, tao về tao mới làm, tao chỉ cho má. Mấy chú ơi, bánh cuốn có hành phi nè mấy chú ơi, bắt đầu mới bán.
Rồi sau cái đợt mà bắt anh Tư, má nóng ruột. Anh Tư rồi đó, ba má trên mình lắm. Nhà có mình cậu là không được thương hết. Ba xưa quýnh con tàn nhẫn lắm. Rồi may không à. Trời ơi, anh ba anh bị thần cải bẹ xanh nè, ông chồng cải ngọt đồ nè, xà lách rồi đó, là bằng phân bò của bác Mười. Mà mỗi lần chiều chạy đi ngang cái miếng đất của chú Mười, mùi cứt bò mình khó chịu lắm. Mà đất của chú Mười bác Mười là lớn nhất á, bác Mười sinh á. Rồi từ chào phát sinh, mình sinh mình đi lòn nhiều hẻm vô tới xóm mô nữa. Xóm mô ở trong đó là cũng là trồng rau trồng cải vì đất rộng. Trời ơi bây giờ về đó nội mẹ ơi, nhà khích kỳ đó. Cái mộ của mẹ nằm gì nè, mà nó dám cắm 4 cái cột này, nó cất nhà ra. Trời, tao về tao quậy, trời đập hết. Có lừa có được quạt hả? Món kho. Ủa da tụi mình luôn. Trời ơi, tắt rồi anh Nam ơi, cửa tắt rồi kìa. Cậu bắt bên kia đi. Không, bên nào cũng vậy á. Không có, bên tắt quạt đi, tắt cái quạt đi thị. Không, lấy cái bếp nhỏ còn nhanh hơn. Ôi da, nó dựng sống rồi. Bà đè tới đâu. Còn bếp nhỏ gì nữa cho nó không. Tắt quạt thì khỏi nhỏ. Cậu có thịt chưa? Cá để nấu ăn nghe cái lương vui buồn. Xong rồi hả cậu? Còn cẩm. Lấy toàn thân rồi. Có
phụ bếp rửa chén luôn. Mà biết chưa? Có không? Biết hả luôn bố? Bố đi phụ. Bốn đầu. À, kết thúc. Tôi ra lúc đi. Tao khỏi lỗi đoá đẹp. Đoá đẹp. Hành cho được công thành danh toại, đặng ngày sau khỏi lỗi đoá đài, phước nhiều chẳng tội vui thay, về nơi Phật giới không sai lời thầy. Trong sao quyển đủ đầy ly nhiệm, kể từ nay cần kiệm tu hành. Sáng chiều kinh kệ thường hành, hạ nguyện mạng kiếp đành dành mốt mai. Đời đa khổ đâu sai một chút, còn chần chờ đợi lúc nào tu. Từ nay khói lửa mịt mù, thảm thương thế giới đối đầu loạn ly. Đời đã khổ đâu sai một chút, còn chần chờ đợi lúc nào tu. Từ đời đã khổ đâu sai một chút, còn chần chờ đợi lúc nào tu. Từ nay đời đã khổ đâu sai một chút, còn chần chờ đợi lúc nào tu. Từ nay khói lửa mịt mù, thảm thương thế giới đối đầu loạn ly. Thầy trở lại lời ghi. Từ nay khói lửa mịt mù, thảm thương thế giới đối đầu loạn ly. Thầy trở lại lời. Thầy trở lại lời thi hạ bút, khúc người lành cú thúc. Thầy trở lại lời thi hạ bút, thúc người lành cứu chúng còn mê. Bá gia cứ mãi say mê, mai chiều tha thiết từ bề xót thương. Đường rất thật tha, đường rất chật tha phương xương máu, chẳng nơi nào có chỗ náo nương. Sớm chiều Đức Phật, chẳng nơi nào có chỗ náo nương. Sớm tìm Đức Phật Tây Phương, công bình bác ái dân thương nhân loài. Nhân. Hai câu đó lại nha. Lại đi câu cuối. Câu cuối. Đã.